Tối mùng 7 tháng 4 năm 2009, Gallery nghệ thuật mang tên Bùi Gallery đã được khai trương tại 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội. Đây là gallery thứ hai do Betty Bùi, một nữ doanh nhân Việt kiều Pháp thành lập. Trước đó, cô đã có một phòng tranh tại Paris, Pháp. Với gallery nghệ thuật phòng tranh thương mại này, Betty Bùi mong muốn tạo đà phát triển cho các nghệ sĩ mới nổi hoặc đã có chỗ đứng thông qua các chương trình triển lãm. Tranh của các nghệ sĩ trẻ sẽ được giới thiệu ở cả hai gallery Paris và Hà Nội, hoặc lần lượt hoặc ở một trong hai theo một logic phù hợp với sự hình thành và phát triển của các tác phẩm. Với hai địa điểm này, Bùi Gallery muốn tạo ra một vòng tròn hoàn hảo, nhắm tới mục đích trở thành một trung tâm tạo dựng và thúc đẩy văn hóa có đẳng cấp quốc tế, một lò ấp thực sự về văn hóa đương đại. Đây là một mô hình đặc trưng mang sứ mệnh kép, văn hóa và kinh doanh. Phòng tranh không chỉ là nơi giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật, mà còn là nơi gắn kết các nhà sưu tầm, các nghệ sĩ với công chúng. 10 nghệ sĩ được giới thiệu tác phẩm tại triển lãm Who Do You Think We Are, đó là Bùi Quang Khiêm với các tác phẩm nhắm tới các di sản truyền thống, sử dụng chất liệu mực tàu, giấy gió. Hà Quang Thắng chứng minh sự giao thoa của văn hóa phương Tây và Việt Nam. Vương Thạo và Na Sơn thể hiện sự hứng thú với các chuyển biến xã hội trong xã hội Việt Nam. Sandrine Luque, Phi Oanh và Matthew Duncan bộc lộ quan điểm của người Việt lớn lên ở những quốc gia khác. Bertrand Perret và Anobo bộc lộ cái nhìn phương Tây về văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm của các nghệ sĩ được sinh ra trong thế hệ đổi mới đã lấp đầy một không gian vật chất bằng nghệ thuật đặc thù, vừa mang cái quen thuộc của những di sản cũ, vừa mới lạ do những yếu tố ngoại lai. Hình ảnh căn phòng màu trắng, trần trụi, nguyên sơ và trống thể hiện cái nhìn nghệ thuật đương đại của Betty Bùi. Màu trắng là màu của sự bắt đầu, của thái độ trung lập. Nghệ thuật là một không gian để tư duy, tưởng tượng và phản ánh. Một không gian trắng là một điểm khởi hành.